Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy thấy dân chúng từng đoàn lũ tụ tập lại, Chúa Giêsu phán rằng: Dòng giống này là dòng giống gian ác, chúng đòi điềm lạ nhưng sẽ không ban cho chúng điềm lạ nào ngoài điềm lạ của tiên tri Giô-na, vì Giô-na đã nên điềm lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào thì con người cũng sẽ là điềm lạ cho dòng giống này như vậy. Đến ngày phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì bà đã từ tận cùng trái đất mà đến nghe sự khôn ngoan của Salomon. Nhưng ở đây còn có người hơn Salomon. Dân thành Ninive cũng sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì họ đã sám hối theo lời Jonah giảng. Nhưng ở đây còn có người hơn Jonah nữa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Chúa Giêsu đòi dân Chúa phải sám hối, và Chúa lấy ra hai bằng chứng, hai chứng tích, hai cái câu chuyện được trích ra từ trong Cựu Ước như là bằng chứng của sự sám hối mà dân Chúa xưa đã thực hành, để nay Chúa dạy cho dân Chúa thời nay. Câu chuyện thứ nhất đó là Chúa lấy trong điển tích của sách tiên tri Jonah hình ảnh của tiên tri Jonah bị con cá nó nuốt lấy, sau khi ông không muốn nghe lời Chúa đi rao giảng cho dân thành Ninive. Ông sợ hãi phải đi rao giảng cho cả một dân tội lỗi, nhưng ông đã không thoát được thánh ý Chúa khi ông đến trên bờ biển và một con cá nuốt lấy ông. Tiên tri Jonah bị con cá nó mang đi để nó khạc ông ra ở bên bờ biển của thành Ninive, và từ đó ông buộc phải lên trên thành Ninive để rao giảng. Ông rao giảng điều gì? Thừa lệnh của Thiên Chúa, ông rao giảng lòng sám hối ăn năn và đòi dân thành Ninive phải ăn năn thống hối, nếu không thì chỉ trong vòng 40 ngày nữa thôi là thành Ninive sẽ bị tiêu diệt, bị lửa thiêu và bị đốt sạch. Dân Chúa đã lắng nghe tiên tri Ninive, họ đã ăn năn sám hối, họ đã bày tỏ lòng ăn năn sám hối cho đến độ họ và từ người cho đến loài vật kiêng ăn và hy sinh hãm mình, mặc lấy những áo vải gai và ngồi trên đống tro để than khóc tội mình, để đau đớn vì tội đã phạm. Vải gai là vải giống như bao bố của người Việt Nam chúng ta ấy. Thưa anh chị em, vải mặc bình thường thế này nó êm, người nó không ngứa, không sót. Nhưng nếu chúng ta mặc vải gai mà xem, vài phút thôi không chịu nổi. Để chứng tỏ lòng ăn năn sám hối, người Ninive đã khoác lên mình những chiếc áo vải gai ấy để chấp nhận, hy sinh, chịu đau, chịu sót, chịu ngứa ngáy, để nói lên sự ăn năn đến tận cùng. Và vì lòng ăn năn sám hối, Chúa đã tha thứ cho cả thành Ninive. Họ đã được công bố ơn tha thứ, và tiên tri Jonah đã thành công trong việc đòi dân Chúa phải ăn năn thống hối. Trong khi đó, ngày nay ở giữa dân Chúa không phải là một vị tiên tri mà thôi, không phải là một con người mà thôi, mà là Thiên Chúa làm người, mà là đại diện của Thiên Chúa ở giữa con người, Chúa Giêsu Kitô. Thế mà ngày hôm nay lời rao giảng của Chúa Giêsu Kitô bị dân Chúa bỏ ngoài tai, nhất là họ không lắng nghe để ăn năn sám hối, cho nên họ đã đặt Chúa
còn thua cả dân thành Ninive, đặt tiên tri Jonah trong lòng của dân Ninive. Bởi vậy cho nên trong lòng của dân Chúa nay, Chúa đã không có chỗ đứng, Chúa trách cứ họ. Câu chuyện thứ hai trích trong sách Các Vua, và đây là câu chuyện rất hay của sách Các Vua, khi kể lại sự khôn ngoan của vua Salomon. Vua Salomon được Chúa ban cho sự khôn ngoan tột bậc trong thiên hạ. Dường như lúc bấy giờ trong thiên hạ không có ai được trí thông minh và khôn ngoan bằng vua Salomon. Nghe biết sự khôn ngoan tuyệt đỉnh của vua Salomon được ơn Chúa ban, thành ra hoàng hậu Sapa, bà hoàng hậu mà Thánh Kinh gọi là hoàng hậu phương Nam ở tận biên thùy của thế giới. Chúng ta không biết là Thánh Kinh diễn tả tận biên thùy của thế giới là đâu, nhưng để nói lên sự xa xăm của nơi mà bà đang sống là xa xôi lắm, đường đi vạn dặm. Vậy mà chỉ vì học lấy sự khôn ngoan của một con người, bà đã lặn lội từ tận biên thùy của thế giới, từ ở phía Nam, để đến lắng nghe sự hướng dẫn, lời hay ý đẹp của vua Salomon. Mà bà chẳng những đi tay không, mang theo mình lụa là gấm vóc và bao nhiêu vàng vòng để tặng cho nhà vua hồng, chỉ đón nhận sự khôn ngoan của nhà vua. Một sự khôn ngoan của nhà vua mà đã làm cho hoàng hậu Saba đánh đổi đến như vậy, từ vạn dặm đường xa, từ bao nhiêu là của cải quý giá để mang đến cho Salomon. Ở đây Chúa Giêsu bảo rằng còn có người hơn Salomon nữa, là chính Thiên Chúa làm người ở giữa dân người. Vậy mà họ không lắng nghe Chúa, họ coi thường Chúa, chỗ đứng của Chúa không bằng một tí chỗ đứng của vua Salomon trong lòng hoàng hậu Sapa. Chúa trách cứ vì thiếu sự khôn ngoan của dân Chúa, hay đúng hơn vì không có sự khôn ngoan cho nên không biết nhận Chúa để ăn năn thống hối. Thưa anh chị em, những điển tích từ trong Cựu Ước ngày xưa Chúa Giêsu đã lấy ra mà dạy dân Chúa hôm nay, thì lời ấy cũng đang được công bố cho anh chị em. Chả lẽ mùa chay là mùa mà Hội Thánh mời gọi chúng ta ăn năn thống hối, là sứ điệp rõ ràng hết sức trở về cùng Chúa và nhìn nhận thân phận tội lỗi của mình. Chẳng lẽ những lời của Hội Thánh dạy cùng với giáo huấn của Chúa rõ ràng như thế, như tôi vừa phân tích nãy giờ, mà anh chị em bịt tai bịt mắt sao? Anh chị em còn chưa để lòng dạ mình mềm ra để lãnh nhận ơn Chúa, để thấy mình cần phải thống hối ăn năn sao? Anh chị em còn chưa học lấy sự khôn ngoan của sự ăn năn thống hối, không phải nơi vua Salomon, học lấy cái lòng chân thành rao giảng lời Chúa phải ăn năn sám hối, bằng không sẽ bị hủy diệt, không phải chỉ của tiên tri Jonah, mà ngày nay lời chúng ta đang nghe là lời của Thiên Chúa, là đấng cứu độ chúng ta. Chả lẽ chúng ta để ngoài tai sao? Chẳng lẽ chúng ta lại coi thường Chúa? Khác gì ngày xưa dân Chúa đã coi thường, thua cả những con người đạo đức mà Thánh Kinh đã diễn tả cho ta, từ dân thành Ninive đến hoàng hậu ngoại giáo Sapa ở biên thùy của thế giới sao? Chẳng lẽ như thế sao? Chúng ta còn đòi gì nữa mà không thống hối, không lo lắng cho linh hồn của mình, không trở về cùng ân nghĩa với Chúa? Anh chị em thân mến, như tôi đã từng thông báo trong ngày Chúa Nhật, thì hôm nay tôi cũng muốn nhắc lại, ngày thứ tư và ngày thứ sáu hàng tuần, trong giờ Kính Thánh Giuse và giờ đi đàn Thánh Giá, tôi sẽ ngồi tòa giải tội cho anh chị em. Hãy ăn năn thống hối, hãy lãnh nhận bí tích, hãy trở về cùng Chúa. Đặc biệt hôm nay là ngày thứ tư, chúng ta vừa đến với Thánh Giuse để học lấy bằng chứng của lòng yêu mến mà Thánh Giuse có được cho Thiên Chúa của chúng ta, học lấy để chúng ta cũng sẽ trở thành sự khôn ngoan mới của hôm nay trong đời sống này. Để chẳng hạn như tối nay, tối thứ tư, chúng ta cùng nhau đến và học tập sự khiêm tốn,
sự khôn ngoan để sống và chỉ sống cho một mình Chúa mà thôi, giúp cho mình cải tà quy chánh, giúp cho mình ăn năn thống hối thật sự, giúp cho mình trưởng thành trong ơn nghĩa của Chúa, nhất là giúp cho mình đạt tới sự sống đời sau. Ai lãnh được sự sống đời sau, không còn sự khôn ngoan nào lớn cho bằng người biết để cho mình lãnh sự sống đời sau ấy. Thưa anh chị em, đó là sự khôn ngoan nhất trần đời của những con người khôn ngoan. Đó là sự sám hối không còn gì bằng của những người luôn luôn dọn tâm hồn để ăn năn sám hối.